Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay thì sau trận game 21 ngày hôm nay thì Khả được top 15 cho Nam. Và nói chung thì cũng cố gắng lên top 10, mà nói thiệt là server này nhiều sự cạnh tranh và nhiều anh em chơi canh quá. Mình thì chưa có tên tuổi trên bảng xếp hạng 10, mình chỉ có top 15 thôi. Và ở video này thì Khả sẽ soi cho anh em một set đồ của cao thủ tên khá là lạ đó, nhưng mà hôm nay lại được top 3. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng set đồ của anh này thì như thế nào nha. Nhìn sơ qua thì có cho mình 145 mạng, tử vong 34 lần và liên chạm 13 đó. Và ạch này nhìn vào cái tên thì chúng ta có thể thấy ạch này một con lông đao, trước mặt là anh em một con lông đao đây, ok chưa, trước mặt là một con lông đao, đứng cái này góc nào đẹp đẹp một tí thôi đây, trước mặt là một con lông đao, qua cái đao vậy đao tóc 20 một đao tóc 20 là thủy. Rồi tiếp theo là một cái nón làm chậm 40, nón làm chậm 40 và một bao tay chón 20 bao tay chón 20, một nhẫn kim, áo mộc, nhẫn dây chuyền sức mạnh 11. Tổng thể cái set đồ này thì Khải xem sức mạnh thêm 13, sức mạnh thêm 11. Ôi, tổng set đồ này bằng nhiều sức mạnh vãi chưởng luôn. 11 13 là 24, 24 với cái này 35, 35 điểm sức mạnh là vừa chi là 7 cuốn tay tiền kinh. Đó, quá chất. Một đai chón, một đôi giày. Set đồ này thì được cho mình là nhìn sơ qua thì Khải thấy là set đồ này cũng gọi là đi theo cái hướng là hướng đam. Hướng đam sức mạnh khá nhiều nè, không bằng hiệu ứng. Khải ông này chỉ lấy 4 cho mình 40 chón, 40 chậm thôi. Ông này nếu mà tới hiệu ứng như thế này ông Baka quá tốt. Đứng vị trí ở vị trí sau mà chém người kiểu cảm giác là biết cách chém, là chém anh rất là nhiều mạng. Đây anh em, cái đai lưng thì nhìn vào thì chỉ được dòng chón dòng một thôi. Nhẫn này thì kim, không có gì luôn. Đó, nói chung là full dàn trang sức là kim. Cái này mà thiếu nhẫn kim nữa ổng được thêm mấy chục sức mạnh nữa là ngon lành luôn nè. Đó. Rồi, bao tay thì chón 20, sinh lực cao. Đai lưng cũng vậy, thì tổng chung là cộng qua thì 50 chón thì nó cũng như 40 chón thôi. 40 chón thôi. Và một cái nón 540. Tính sơ thì chuẩn thì chỉ có cho mình nó là 40 chậm, 40 chón thôi năm. Đó. Và hôm nay chém rất là ghê luôn, không biết như thế nào, không biết ạc này là sách vở gì chưa, nhưng mà không biết như thế nào mà chém rất là ghê. Quá giỏi luôn nè. Chém 145 mạng thì nhìn vào là mình không thể ngờ luôn nè, chém quá hay. Không biết này là như thế nào, coi có top không. Rồi, anh em xem video đừng quên để lại cho ạc này một like chia sẻ chơi năm ơi. Rồi, đúng rồi, chém quá hay luôn năm ơi. Cho anh em đi phong độ không biết kịp giờ hôm nay. Làm phong độ chém chém ngó ngó chơi. Đủ giờ này, hết giờ rồi, hết giờ rồi. Chém quá gờ luôn này, quá. Thì đó, ạc đó nói thiệt chém ạc đó chém quá đỉnh luôn. Gì phải chơi luôn. Ừ, không phải dần vừa đâu nè. Nhìn thấy vào, nhìn xích đồ gơ thiệt. Anh em đừng quên đỡ lại cho một like chia sẻ video này nha em ơi. Vừa rồi Khải định đi phong độ với bạn không kịp nên hết giờ rồi, hết giờ rồi. Rồi, đừng quên cho một con đao đó một like chia sẻ cho nha. Không biết là người nào nhưng mà trên top không biết có hay không đây. Nhưng mà đánh đồ gơ thiệt sự. Đây nè, vẫn không có trên top luôn, đánh quá gắt. Không, quá gơ nè. Quá gơ gốm đồ. Đồ chém gơ thiệt ta, không hiểu được nè mà. Đỡ ngày sau thử như thế nào nè, đỡ ngày sau thử khá lên top không nhanh nè. Đó. Đây, đó. 40 chón 40 chậm thôi mà công nhận là xếp đồ đó được 30-35 điểm sức mạnh. Ông đó chịu chơi kiểu tăng theo điểm sức mạnh, chắc ông đó chắc full sức mạnh hả. Mình đang định bỏ thêm sinh khí lụm liêm sức mạnh đây. Sức mạnh tầm này cảm giác chém vẫn chưa ăn được mạng. Tầng 2 chưa có, cảm hơi phèn quá nè mày. Tầng 2 mới 12 điểm thì thấp quá, quá thấp.